Xin kính chào quý bà con anh chị em có một cô bác làm sao. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu bà con một cái sản phẩm một nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là Yanma, có cái hiệu là IM1610. Đây là loại một cầu có 16 mã lực. Đây là toàn bộ cái chiếc xe, chúng tôi sẽ đi qua một vòng cho bà con xem nhé. Đây chúng ta thấy cái này là lớp trước có thông số kỹ thuật là 412, và đây là cái lớp sau có thông số kỹ thuật là 8.322. chúng ta thấy là tất cả các loại răng cũng như là ốc vít mâm chúng ta thấy là rất là sáng bóng, chưa có dấu hiệu của sự mòn và sự reset. Chúng ta thấy, chúng ta với chúng tôi đi vòng vòng bà con xem nhé. Đây là chúng ta đang ở phía sau của cái con Yanma 1610 này. Đây chúng ta đang bên phải cái con xe đây, và đây là cái đồng hồ chỉ có 1, 2, 3 năm mà thôi. Đây động cơ đang hoạt động, đây có động cơ 3 máy, 1, 2, 3. Đây là màu sơn, chúng ta thấy tất cả các màu sơn là màu zin rất là đẹp, màu sơn chúng ta thấy là rất là đẹp. Đây động cơ 3 máy đang hoạt động. Cái xe này chúng tôi bán với giá là 33 triệu. Và bây giờ chúng tôi sẽ chạy một vòng cho quý anh chị em một cô bác gần xa xem nó hoạt động nhé. Tôi xin nhắc lại, đây là con Yanma 1610 có cái hiệu là IM1610, 16 mã lực, đây là một cầu có chiều dài là 2m4, chiều rộng là 1m2 và chiều cao là 1m3. Chúng tôi bán với giá là 33 triệu. Chúng tôi là có đăng ký kênh YouTube, chúng tôi là Hiếu Đoàn Thanh. Vâng, đây là kênh YouTube và cũng là tôi. Chúng tôi đăng ký kênh YouTube để giới thiệu những cái sản phẩm, những cái dòng tốt hơn đến với quý bà con. Vâng, trân trọng cảm ơn nhé. Kênh YouTube chúng tôi là Hiếu Đoàn Thanh, số điện thoại chúng tôi để trên màn hình video. Vâng, trân trọng cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý bà con vào một clip gần nhất nhé. Chúng tôi sẽ giới thiệu những cái dòng sản phẩm tốt hơn, những cái sản phẩm mới nhất. Đây là những, đây là hoàn toàn nước zin, đây là hoàn toàn là màu sơn, như chúng tôi chưa can thiệp bất cứ thứ gì, màu sơn là hoàn toàn là từ bên Nhật về. Vâng, trân trọng cảm ơn quý bà con nhé. Hẹn gặp lại quý bà con vào một clip gần nhất. Vâng, trân trọng kính chào.